Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên đề phòng chống tham nhũng lãng phí của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, theo chính sách của nhà nước, mỗi tháng một học sinh vùng khó khăn được hỗ trợ hơn 1 triệu đồng, bao gồm 720.000 đồng tiền ăn bán trú, 15 kg gạo và 150.000 đồng chi phí học tập. Thực tế cho thấy chính sách này đã giúp cho hàng nghìn học sinh ở vùng cao, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện học tập tốt hơn, qua đó đảm bảo tỷ lệ học sinh chuyên cần, nâng cao chất lượng giáo dục tại các địa phương. Tuy nhiên, để các chế độ chính sách cho học sinh được triển khai đúng quy định, công khai, minh bạch, vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Lào Cai phòng chống tham nhũng lãng phí số này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sau sự việc liên quan đến suất ăn cho học sinh bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, dư luận đặt ra câu hỏi về việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh hiện nay liệu đã đúng quy trình và những quy định chung. Ngăn ngừa không để sai phạm tương tự xảy ra, cấp ủy, chính quyền địa phương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý, nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương với hoạt động tổ chức bữa ăn bán trú trong trường học. Trở lại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, sau lùm xùm về bữa ăn bán trú cách đây chưa lâu, các khâu tổ chức bữa ăn cho học sinh giờ đây đều có sự tham gia giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương và phụ huynh. Việc kiểm tra tập trung vào định hướng chất lượng nguyên liệu và được đối chiếu với thực đơn hàng ngày trên tấm bảng treo công khai như thế này. Thẩm định cái chất lượng bữa ăn, mà chất lượng cái nguồn thực phẩm để đảm bảo đủ dinh dưỡng, đủ định lượng, và quan trọng nhất đó là cái vấn đề an toàn thực phẩm cho học sinh. Đấy, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các tổ kiểm tra giám sát đột xuất đối với các bếp ăn tập thể của các đơn vị trường học, chỉ đạo cho các đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng thôn cũng như là thanh tra nhân dân là thường xuyên giám sát tại các hiện trường và kịp thời nắm bắt các thông tin dư luận mà nhân dân phản ánh để kịp thời có cái biện pháp giải quyết dứt điểm các vấn đề. Và song song với việc đó thì ủy ban xã chúng tôi là cũng đã tham mưu cho ủy ban kiểm tra đảng ủy và hội đồng nhân dân phối kết hợp trong cái việc kiểm tra giám sát tại các đơn vị trường học một cách theo kế hoạch, theo chuyên đề, và đặc biệt là chúng tôi đặt ra là cái việc phải tăng cường cái việc giám sát đột xuất đối với các đơn vị trường học để mà giảm thiểu đến gọi là ngăn chặn hoàn toàn cái vấn đề các sự việc đáng tiếc xảy ra. Trước đây, quy trình xuất nhập thực phẩm tại bếp ăn chưa có sự tham gia của các ban trong hội đồng nhà trường. Công tác giám sát bị buông lỏng, thiếu công khai đã tạo ra kẽ hở dẫn đến sai phạm. Giờ đây, mọi công đoạn đều có sự tham gia của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, cùng sự giám sát thường xuyên từ phụ huynh học sinh. Toàn bộ cái khu vực chế biến thức ăn của học sinh, khu vực chia suất ăn và chế độ của học sinh tại khu vực ăn của học sinh, công khai cái tài khoản camera cho cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể, phòng giáo dục và ủy ban nhân dân xã để truy cập giám sát chi phí tiền ăn, rồi là cái chế độ chi phí học tập cho học sinh và cái tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, thì chúng tôi cũng đã được tiếp tục tham gia giám sát. Và qua cái việc giám sát thì chúng tôi thấy là nhà trường đã tổ chức thực hiện tốt, làm tốt cái việc thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh. Sau sự việc liên quan đến suất ăn cho học sinh bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà thành lập 11 đoàn tiến hành kiểm tra tại hơn 30 trường bán trú trên địa bàn toàn huyện, đồng thời tổ chức đối thoại với giáo viên, phụ huynh, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, nhất là làm rõ những bất cập trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú. Từ đây, nhiều giải pháp được địa phương chỉ đạo nhằm chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót. Tự giám sát đầu tiên là của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và phụ huynh. Sau đó là nâng cao cái vai trò của cấp xã, giám sát đặc biệt là các cái quy trình đã được các cấp có thẩm quyền ban hành rất là rõ ràng. Đấy, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ áp dụng các biện pháp kiểm tra đột xuất để nhằm phát hiện ra những cái sai sót để có biện pháp chấn chỉnh. Và nhìn chung thì qua cái sự việc vừa rồi, chúng tôi thấy rằng là cũng là một cái bài học cảnh tỉnh cho các nơi chưa thực hiện tốt.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tại Bắc Hà, trên thực tế, việc chi trả chế độ cho học sinh bán trú tại một số trường vùng cao vẫn còn những bất cập. Bởi vậy, cùng với việc quan tâm, thăm nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các trường, thì việc tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là phát huy vai trò của người dân, cấp ủy, chính quyền địa phương là rất cần thiết. Mục đích là ngăn ngừa, không để sai phạm tương tự như tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà có thể xảy ra. Phóng sự thực hiện tại huyện vùng cao Mường Khương. Huyện Mường Khương hiện có 60 cơ sở giáo dục có chế độ cho học sinh bán trú với trên 4.000 học sinh. Thiếu kỹ năng quản lý tài chính, nhất là ở khâu lập dự toán chi tiêu là điểm yếu chung tại các trường bán trú vùng cao. Trong khi đó, ở những nơi này, vai trò giám sát của phụ huynh cũng chưa được quan tâm đúng mức. Việc giám sát của phụ huynh thì trên địa bàn xã cũng có cái khó khăn. Thứ nhất là cái việc mà phụ huynh học sinh thì cơ bản là ở các thôn xa. Nên cái việc giám sát thường xuyên thì cũng không được thường xuyên, mà chủ yếu là sẽ giám sát vào những cái ngày mà đi chợ. Ví dụ như ngày thứ tư hàng tuần là có chợ thì là phụ huynh học sinh sẽ tham gia giám sát cái việc này. Xác định công tác tổ chức bữa ăn bán trú và thực hiện chi trả chế độ chính sách cho học sinh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sai phạm. Nêu cao tinh thần chủ động phòng ngừa sớm, phát hiện xử lý nhanh vi phạm nếu có. Huyện Mường Khương chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh. Cùng với đó, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong tổ chức hoạt động bán trú. Qua kiểm tra đột xuất đơn thư tố giác và lắng nghe dư luận, 2 năm học gần đây, Mường Khương đã phát hiện 3 trường hợp là hiệu trưởng các trường bán trú có dấu hiệu vi phạm trong thực hiện chi trả chế độ cho học sinh. Với những sai phạm được chỉ rõ, địa phương đã kiên quyết xử lý bằng việc cách chức và điều chuyển công tác hoặc cho thôi việc. Những động thái quyết liệt này là rất kịp thời và cần thiết, được người dân và phụ huynh học sinh đồng thuận cao. Tôi có rất nhiều các cái nguồn thông tin để nắm bắt cũng như giám sát và xử lý chỉ đạo. Cái thứ nhất là qua cái việc mà chúng tôi trực tiếp mà chúng tôi đi kiểm tra không có kế hoạch. Đây là một trong những cái phương pháp làm cũng rất là mới. Trực tiếp đến các cái trường, đến đúng cái thời điểm mà chuẩn bị bữa ăn và chia phần các cái bữa ăn cho các cháu học sinh. Đấy là một trong những cái biện pháp mà rất hiệu quả. Cái thứ hai là qua đơn thư tố giác thì chúng tôi thành lập các đoàn kiểm tra, xuống kiểm tra cũng đột xuất bất ngờ để chúng tôi kịp thời phát hiện và xử lý. Qua các cái công tác giám sát của cấp xã, của hội đồng nhân dân các cấp thì chúng tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái thông tin nào mà chúng tôi không kiểm tra, xác minh và làm rõ. Từ đó thì chúng tôi đã giải quyết rất tốt cái công tác đảm bảo cái suất ăn bán trú và đặc biệt là cái việc chi trả cái chế độ cho các em học sinh. Cùng với đó, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền để phụ huynh nắm được các chế độ chính sách mà con em mình được thụ hưởng. Lãnh đạo, chỉ đạo ngành giáo dục có biện pháp nâng cao đạo đức nghề nghiệp, phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, quản lý giáo viên trong công tác dạy và học, tổ chức bán trú tại các nhà trường. Đặc biệt gắn trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm ở đơn vị mình. Gắn trách nhiệm của hiệu trưởng, người đứng đầu cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đấy, nếu mà để xảy ra cái sai phạm trong đơn vị nhà trường, bên cạnh đó là phát huy cái vai trò làm chủ ở cơ sở, đặc biệt là trong các cơ sở giáo dục, đó là các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, rồi các tổ chuyên môn, rồi các ban quản lý bán trú để thực hiện cái vai trò giám sát, thực hiện cái chế độ chính sách cho học sinh. Ngay sau sự việc xảy ra ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, đồng thời thực hiện công điện số 1385 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm các điều kiện ăn ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ngành giáo dục Lào Cai đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh nội trú bán trú trong các nhà trường, thành lập tổ khảo sát giá hàng hóa, lương thực thực phẩm phục vụ trực tiếp bữa ăn hàng ngày cho học sinh nội trú bán trú, yêu cầu các cơ sở giáo dục công khai tài chính bữa ăn hàng ngày của học sinh nội trú bán trú theo quy định như bảng thực đơn hàng tuần, công khai tài chính theo từng ngày, biên bản xác định lưu mẫu thức ăn, suất ăn của học sinh, khuyến khích nhân dân, cha mẹ học sinh tham gia hỗ trợ nhân viên cùng nấu ăn, giám sát chất lượng bữa ăn hàng ngày của học sinh nội trú bán trú tại trường.
đồng thời tiến hành lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các trường bán trú và công khai tài khoản tới phụ huynh, chính quyền địa phương, phòng giáo dục huyện để tiện theo dõi, nắm bắt. Những cái cơ sở giáo dục mà có những cái dư luận, rồi là có những cái đơn thư phản ánh, thậm chí là đơn thư tố cáo thì thực hiện không tốt, là sẽ phải thực hiện cái công tác thanh tra kiểm tra này một cách hết sức là nghiêm túc. Thế và xử lý nghiêm những cái trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm về công tác quản lý tài chính ở những cái cơ sở giáo dục có học sinh bán trú, cơ sở giáo dục bán trú, cơ sở giáo dục nội trú, để thực hiện tốt cái công tác quản lý này theo quy định. Những đứa trẻ từ các thôn bản xa xôi được về trường học, được nuôi dưỡng, thời gian sống ở trường học nhiều hơn ở nhà. Vì thế, sức khỏe, thể chất, nhận thức của các em đều phụ thuộc vào bàn tay chăm sóc của các thầy cô giáo. Việc các nhà trường làm đúng, làm đủ những chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước sẽ giúp các em phát triển tốt, có điều kiện học tập tốt hơn, phụ huynh yên tâm cho con em đến trường, đến lớp. Tiếp theo chương trình là mục hỏi đáp liên quan đến một số chế độ chính sách cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn. Câu hỏi: học sinh tiểu học vùng đặc biệt khó khăn miền núi có được nhận tiền mặt đối với kinh phí hỗ trợ tiền ăn từ nhà nước hay không? Việc quản lý kinh phí hỗ trợ tiền ăn đối với học sinh tiểu học vùng đặc biệt khó khăn miền núi được quy định tại khoản 1 điều 9 Nghị định 116 của Chính phủ như sau. 1. Đối với khoản kinh phí hỗ trợ tiền ăn, nhà ở cho học sinh và kinh phí hỗ trợ cho trường phổ thông được quy định cụ thể như sau. Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước, các trường căn cứ vào số lượng học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ để lập danh sách, xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ cho học sinh và hỗ trợ cho các nhà trường như sau. Đối với các trường trực thuộc cấp huyện quản lý, gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định, tổng hợp gửi cơ quan tài chính cung cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí thực hiện. Về phân bổ dự toán, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định phân bổ kinh phí thực hiện chính sách trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo địa phương theo chế độ quy định. Về quản lý và quyết toán kinh phí, các đơn vị được giao kinh phí thực hiện chính sách cho học sinh có trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục đích theo đúng quy định của luật ngân sách nhà nước và gửi báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách này về cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp gửi cơ quan tài chính cung cấp trước ngày 20 tháng 7 hàng năm làm căn cứ xác định bố trí dự toán kinh phí của năm kế hoạch. Số liệu quyết toán kinh phí chi trả chính sách cho học sinh được tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của đơn vị theo đúng quy định hiện hành của luật ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn luật và mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Kinh phí hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở cho học sinh được chi trả cấp phát hàng tháng. Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, các trường chủ động quyết định phương án tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh trong trường hoặc trực tiếp phát gạo, tiền ăn cho học sinh. Trường hợp học sinh thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chính sách với mức hỗ trợ cao nhất. Câu hỏi: mức hỗ trợ đối với học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn quy định như thế nào? Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 116 năm 2016 của Chính phủ quy định về mức hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo quy định cụ thể như sau. Hỗ trợ tiền ăn, mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng một năm học một học sinh. Hỗ trợ tiền nhà ở, đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường. Mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng một năm học một học sinh. Hỗ trợ gạo, mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng 15kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng một năm học một học sinh. Như vậy, các em học sinh tiểu học tại các vùng đặc biệt khó khăn miền núi sẽ được nhận kinh phí hỗ trợ tiền ăn hàng tháng. Tuy nhiên, nếu các em theo học tại các trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh, thì kinh phí này có thể sẽ do phía nhà trường quản lý và sử dụng, kể cả trường hợp cấp phát tiền hoặc sử dụng kinh phí hỗ trợ để thực hiện nấu ăn cho học sinh, thì phía nhà trường có trách nhiệm phải gửi báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ về cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp gửi cơ quan tài chính cung cấp trước ngày 20 tháng 7 hàng năm làm căn cứ xác định bố trí dự toán kinh phí của năm kế hoạch. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phòng chống tham nhũng lãng phí đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.